Rồi, chào mừng anh em nha hôm nay đến với cái kênh của mình nha thì một số điểm lưu ý về cái cây sầu riêng 6 tháng tuổi nha anh em thì hôm nay mình có một số chia sẻ với anh em là như thế này là một khi trồng cây sầu riêng á, để muốn phát triển nhanh tốt á, thì anh em nên chú ý một số cái vấn đề như sau cái thứ nhất là đây là cái nền đất này anh chủ nhà vườn ảnh có gãi hữu cơ dạng nén đây hữu cơ dạng nén nè anh em thì nói chung nó là gãi hữu cơ thì tốt cho cây nhưng phải gãi đúng cách chứ không đúng cách là tự làm hại chỗ chính cái, cái cây của mình là anh em coi đây làm hại là chỗ nào thứ nhất là anh gãi cái hữu cơ xong rồi á ảnh ốp đắt lại nè nè nó giữ ẩm cho cái bộ gãi mình nè bắt đầu làm cho cái bộ gãi mình bị thúi nè thứ hai nữa gãi hữu cơ mà gãi ụp ngay chỗ cái gốc kiểu này là gãi không được nha anh em nè đó Tại sao cái hữu cơ này nè Yêu cầu tưới nước xuống rồi á Nó nở ra Đầu nó giữ ẩm cho cái cây của mình Giữ ẩm càng cao đi là cái bộ rễ nó sẽ bị càng thúi Bộ rễ nó hiện tại bị thúi Anh em thấy cái lá nè Nó gũ 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 xuống nè Nó đâu có phát triển cái lá đâu Nó gũ xuống nè Nó không phát triển Thì làm sao bây giờ cách thức sao Thì bây giờ á Là phải môi ra Phải môi cái này ra Môi ra Môi ra toàn bộ nè anh em thấy không Nè mình nói đúng không Nè giữ ẩm cao nè nó thúi luôn cái bộ rễ mình nè đó nè, anh em coi nè mình môi lên cho anh em coi bộ rễ nè nè bộ rễ của cây sầu riêng nè thúi luôn nè đó thì mình gãi hữu cơ á, thì mình phải gãi nhưng mà mình phải gãi cho đúng cách đúng cái cách của nó thì cái cây sầu riêng nó nhanh phát triển nha anh em còn cái hữu cơ dạng nén này là cái hữu cơ khó tiêu anh em một khi mà anh em gãi á, thì cây sầu riêng của anh em mất ít gì á, cây phải cây lớn thì anh em gãi á, thì cây từ từ nó thu được còn đặc biệt cây sầu riêng nhỏ này nè đừng nên gãi cái hữu cơ dạng nén anh em gãy những cái hữu cơ chẳng hạn hữu cơ dạng bột anh nè để cho nó cái cây mình hấp thu liền là một cái cái thứ hai nữa là gãy hữu cơ anh em phải gãy gì xa ra ngoài đây nguyễn gãy ngoài đây thôi gãy ngoài đây để làm gì cho cái bộ gãy nó lòi ra nó sẽ có cái nền hữu cơ nó ăn liền còn anh em gãy ấp vô ngay cái gốc nè anh em thấy cái hiệu quả cái cái hậu quả không thú gốc nè thú gãy nè thu quắc luôn thì anh em nên chú ý cái vấn đề này nha thì hôm nay mình có một số chia sẻ với anh em như vậy thì bây giờ mình phải môi ra khắc phục lại nha anh em anh em chú ý là gãy hữu cơ là đó vậy môi ra nghe anh ruột bây giờ nè giữ ẩm quá cao luôn nè thúi nữa nè bộ gãy nữa nè bộ gãy mà ngay chỗ cái gốc mà nó thúi làm đó anh rồi cái cây sầu riêng nó mệt lắm mà nó bị sừng liền cái lá cái đọt này anh coi nè nó không phát triển nè mơ mốt có gãy đi chăng nữa thì phải gãy ở ngoài ừ. chứ đừng nên gãy ập vô ngay chỗ cái gốc gãy xích ở ngoài đây nè rồi cái nền đất này phải trồng câu chai luôn nè trồng câu chai vô cấy dài bụi câu chai vô để cho cái tháng vừa dứt điểm tháng mùa mưa rồi á nó qua tới tháng mùa nắng rồi bắt đầu câu chai nó phát triển rồi nó giữ ẩm cho cái cây của mình nó không bị mất nước mất sức cái cây của mình để anh chịu đắt kiểu này là qua tới mùa nắng là quay ngang là cái lượng nước cần giữ lắm ạ à. nhiều lắm thì nó tốt là, anh tứ, là luôn ừ. anh cái chân mà nó nó nó, nó, sự, nó nặng nó luôn đợt sau phục hồi này nọ lại hết đi ừ. rồi quay ngang chắc có thể là nữa mình đi đường ống luôn ừ. Ừ. nữa mình đi đường ống luôn ừ. đặc biệt cho cây sầu riêng luôn ừ. ha Này, ừ. môi ra khoảng bao lâu rồi mình kích rễ ha môi ra rồi như chẳng hạn ngày nay mình môi ra ngày ngày sau kích rễ luôn kích kịp thời luôn cho em để làm gì cho cái cây đừng có bị si cái sản phẩm mà để kích rễ là cái gì lấy cái xô gheo humic mít đặc biệt đặc biệt là cây sầu riêng phải dùng cái xô gheo humic mít nó kích bí nổi cho cây sầu riêng chứ không có xài được cái humic mít gói nữa humic mít gói kích thích vô kích không có nổi cây sầu riêng phải kích bằng cái xô gheo humic mít nó kích vô trong vòng tích tắc trong vòng khoảng 10 ngày thôi là cái bộ gãy nó búng ra liền búng cái đầu ra là cái cây mình nó mới phát triển liền cái đọt phát triển liền đó thì khoảng 7 ngày sau mình kích lại cái nữa tại sao ngày bảy ngày sau mình chích lại cái nữa nhưng mà giai đoạn này phân hết cho năng hữu cơ ừ. tại sao cái hữu cơ này hiện tại giờ nằm ở đây khá là nhiều rồi nè nè đó nằm một lớp ở đây nè Bi ừ, nó có sẵn rồi chủ yếu bây giờ mình kích gãy ra kích gãy xong rồi nữa mình có gãy hữu cơ á lấy cái hữu cơ không bảy anh gãy xích ngoài đây cho em nè xích ngoài đây nè tại vì sao ngoài đây là coi như là chưa có miếng hữu cơ nào chứ nè nên đất nè nè đó trước khi gãy á Tứ nước xương ngang cái cho nó giữ ẩm một cái đi quay ngang lấy hũ cơn gãy sạc vô một cái nó dính đây luôn ừ nó, ờ, nó, bám vô liền luôn bắt đầu á là cái cây mình cái bộ gãy á, nó lòi ra có thức ăn ăn liền là cây nó phát triển chứ mình không có đắt để đắt gì mình gãy là không được luôn ừ đúng rồi cây sầu riêng của anh á sau này á nó lớn lên á cây tầm khoảng một năm đến một năm rưỡi đúng không mình phải tạo tàn nữa tại sao một số cây sầu riêng anh thấy không nó lép không ở đâu có phát triển điều đâu em nói đều là sao nên là anh coi nói cái khung nè này. ừ này tàu dừa ừ. chứ đúng rồi ừ. nó chỉ lên cái này là mình nói đúng ra cái này là đặc tính giống mà thôi chứ không phải là, là 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 do cái kỹ thuật do cái của mình không phải do cái nhà nông là không phải đặc tính giống ví dụ như sau này cây lớn lên tầm khoảng một năm đi anh sửa lại cho em nha bẻ qua ừ. bẻ lại bẻ cho nó tạo cái khung cho nó nè bẻ qua đây nè à, vậy là à. Kiển đó là à, nha. đúng 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 ừ. chơi kiển mình nói chơi như chơi bonsai vậy đó ừ. ví dụ như thằng này hiện tại vợ đang lép cánh bên đây đúng không đang lép cánh bên đây đúng không ừ. mình bẻ qua bẻ lại ừ nè bẻ qua bẻ lại vậy nè ừ, mình nó tạo mình, đưa nó qua ừ, mình tạo cho nó một cái khung bắt đầu á cắm cây mình chổi lại từ 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 lại đầu cây nó lớn lên tại sao mình làm vậy thứ nhất á là sau này á ba cái nhánh này là nhánh nhánh trái nè anh mà không bẻ đúng không thì sau này cái này nè nó hạn chế cái vấn đề trái của mình ví dụ như cây nhánh này trái nè nó thòng xuống đụng tới nhánh này là thua nè đó mình phải bẻ qua bẻ lại nè cái trái mình sau này á thì nó biết được nhiều trên cái cây của mình đó lại cái vậy đó. ừ bẻ qua bẻ lại bắt đầu lấy cây cắm lại chổi lại như cái cây em nói ngoài đầu vậy đó ví dụ ngoài đó, đó. giai đoạn này còn sửa kịp nè để nó bự là mình qua ha không nổi tét luôn tét nhánh luôn bự quá là mình gị tét nhánh liền lỡ cây thua mất sức liền cái này ông cắt bớt đi anh cắt cái cây này để nó lắng qua này Để bớt bớt được rồi tỉa bớt, đi à đây còn nói một cái vấn đề nữa quên nữa đặc biệt trên cây sầu riêng em nói anh anh khỏi cần đi phân hóa học hữu cơ mình bắn hoài tới đúng hữu cơ bắn hoài tới nhưng giai đoạn nào xài hữu cơ cái giai đoạn này cũng nhìn vào cái cơ đọt của cây sầu riêng như này nè cây sầu riêng nó vừa nhú nhú vậy nè ừ. mình nói là em dùng từ phổ thông ừ. là nó hở cái miệng kéo ừ, ừ, ừ. tại sao cái cái hở cái miệng kéo là gì nè nó há nó ờ nó hả ra vậy nè ừ. là giai đoạn này cần một cái hàm lượng dinh dưỡng để nó thúc lên nó nuôi được cái cơ đọt mập hay không mập cái tim đèn nó bự không bự ừ. là giai đoạn này ừ. đó thì ừ. nhìn vào cơ đọt mình gãi hữu cơ chứ không phải là ừ như, như mình nói là bất cứ cây mít hay gì đó thì cứ việc hàng tháng anh cứ gãy cho em đừng cái thúc cây chó lớn đúng không còn đặc biệt cây sầu riêng gãy hữu cơ phải nhìn vào cơ đọt đúng mình nó ấy. vừa nó vừa hả mắt kéo này nè ừ. bắt đầu là giai đoạn này bắt đầu ụp vô gãy hữu cơ đi lại kích thích bộ gãy lại trang ừ. tứ lại cái xô ghe humid á bắt đầu đi lại kích thích bộ gãy lại trang đó còn một số vấn đề nữa là khi mà cái cây sầu riêng á mà cái vết nứt nứt vậy nè dễ nè dễ bị hiện tượng nè xì mũ nè ờ à, bệnh xâm nhập nè xì mũ nè đó bởi nhìn ra tại sao mà em kêu anh là nên quét thuốc cho em đó lại vậy quét là quét từ ở trên cái chấn trên đây nè quét dài xuống về đây cho quét xuống để làm gì hạn chế cái vấn đề xì mũ gốc cây sầu riêng hồi xưa mình nói ra tầm khoảng từ bốn năm 5 năm năm á nó thu hoạch được một cử trái rồi á, thì cây sầu riêng nó bị xì mũ nhưng mà bây giờ thời tiết bây giờ nó khắc nhiệt lắm nó không phải như xưa nữa nó muốn xì mũ là xì mũ bình thường bởi ra mình phải ngừa trước chứ. chứ đừng nên để bị bị rồi á bắt đầu cây okay, nó sững liền vậy là bây giờ nó còn nhỏ là mình cứ quánh uh, hai môn vô công đúng một là cái vỗ thằng uh, kích hủ gãy không có bảy à không bảy với cái thằng uh, phu đúng, à. còn đúng cái, uh, rồi còn cái kích gãy thì mình xài thằng phu mít xô dạ đúng rồi đó nè ừ, ừ. giữ ẩm quá cao làm cho cái bộ gãy mình bị thúi luôn hữu cơ nóng, nè mà, trời nắng này nóng nữa tạo thành ừ. cái nước nóng không có cỏ quá ừ. wow. ừ, cái mùi hết hồn mùi luôn á ừ, cố gắng là mơ mốt ba cái cọng dây này cũng vậy nè coi nó coi chừng nó lớn ừ. nó lớn lên nó xiết xiết cái cây mình nè nè chẳng như rồi anh gãy hữu cơ vô cây anh bị ngộ độc nè vàng lá nè ừ lá nó vàng 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 nè ừ, nó ngà nè đọt này nó quạt này. trước nó quạt anh mới cột lên ừ, anh cột lên bình thường không sao hết á gãi hữu cơ gãi nhưng mà cũng phải vừa thôi vừa với cái lượng cây của mình cái tuổi cây của mình ừ, ngộ độc hữu cơ nè như cái cây này rải khoảng bao nhiêu hai trăm g 200g hai trăm gram, gram, ha. gram bạc hữu cơ không một bảy anh rải hai trăm cho em vừa cây vừa phát triển tốt luôn cái sầu riêng này mình cần gãy uh, anh anh anh, anh thuốc uh, phu đăng uh, thuốc hóa học mình gãy gốc này. cái này cần mình xài cái này không cần. thuốc hóa học gãy đất đúng không đồng nghĩa mình vẫn gãy nhưng thời gian như thế nào mình gãy cho nó phù hợp cỡ khoảng từ 2 tháng 3 tháng mình gãy một lần nhưng gãy sau gãy xa ở ngoài ra cho em gãy ở ở ngoài cho em chứ không có được quyền gãy như anh gãy gì nè nè anh gãy gì gì nè nè nó nó nằm nguyên một giày đây nè thuốc nè xanh lè nó bắt đầu làm cho hư cái bộ rễ của mình nè, à. nó nóng anh, thuốc này nó cực kỳ nó nóng luôn, tại vì do cái vấn đề mình là cái tay của con người mình cái da của con người mình nó da cứng, còn cái tế bào của cái cây nó rất là mỏng, bộ rễ rất là mỏng, một khi mà đưa vô một cái lượng thuốc cái gì đó nó không có chịu hoặc là nóng thân đi phải không, làm cho cái bộ rễ mình bị tuột lớp da liền chúng hệt như con người mình nói đúng ra là mình bị nước sôi gì đó cái tay mình để vô nước sôi nó bị phỏng nó sẽ phồng lên cái tuột cái lớp da mình ra thì cái cây nó cũng mi gan vậy thôi nó không có gì khác hết mô giờ mình cẩn thận vấn đề thuốc hóa học hay là phân hay gì đó chẳng hạn đi cây này anh muốn gãy phân hóa học như chẳng hạn gãy cho em 30 10 cũng được nhưng mà gãy gì gãy xích ở ngoài đây nè gãy xương 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 ngoài đây nè à, gãy xương xương ngoài đây nè nó không ảnh hưởng cho cái cây mình mà làm cho cái cây mình nó tốt thêm Còn nhỏ này mình chỉ xài 30, 10, 10 thôi. Ha? đúng 30 10 10 thôi nhưng mà 30 10 10 á em phiên anh một điều là gì 30 10 anh cũng đừng nên gãy luôn đừng nên luôn anh cứ đi hữu cơ cho em thôi là cái cây nó vẫn phát triển bình 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 phát triển hoài tới luôn nè anh đi hữu cơ vô quay ngang nè anh nớm gốc lại cho em bộ gãy nó lòi ra nè đó bộ gãy nè sầu yên nó lòi ra nè đó nè đó tại sao em kêu anh đó là nên gãi hữu cơ xích ngoài đây tại vậy anh thấy gì với cây này bộ rễ ra tới đây nè thấy không nè Nà, nè kiếm ăn nè mà trong khi đó anh ụp hữu cơ ừ. ngay chỗ này không là thua ụp trên đó không là cái cây mình đâu hấp thu được đâu đối với cái miệng ăn mà đi ừ. đổ người sau lưng không ha bởi vậy đó chứng minh luôn rõ ràng luôn bộ rễ nè lòi ra tới ngoài đây nè cái chỗ hồi anh hỏi thêm cái cái chỗ cái thằng thằng không bảy này mình đưa cái nấm vi sinh vô gốc này anh cũng biết nó tốt rồi đó nhưng rồi thêm một cái nữa là mình mình một hai tháng mình gãy cái cái, cái thuốc hóa học mà không không, không không sao chứ anh không sao chứ không bị chết ha. ừ, không chết tại sao cái con nấm này nó sống ít gì từ hai tắc đến hai tắc rưỡi nó sẽ Đau chui xuống nó chui xuống nó sống còn thuốc này sau này anh gãi đúng không thì nó anh chỉ gãi trên cái bề mặt dừa ở trên thôi nó cũng phải chết một phần nhưng mà cái thời gian trong cái thời gian đó nó sẽ xanh sôi nảy nở ra nữa nó không phải là nó sống là có nhiều nó mặc độ nó có nhiều là không phải ừ. nó phải nhăn lên nữa mặc độ nó nhăn nhăn, nhăn, nhăn hoài tới vậy đó ừ. ví dụ như cấp đầu mình gãy 10 con ừ. thì có tầm khoảng tháng sau bắt độ nó nhăn lên cả trăm con nó xuống tiếp tục nó ký thêm ha nhăn 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 đôi với xanh sôi nảy nở vậy đó là thêm hoài tới luôn vậy đó ừ. mình không có sợ vấn đề đó chủ yếu là anh cứ đi hữu cơ cho em hữu cơ vi sinh cho em là cây ừ. anh tốt nó bền lâu gì ừ. chứ biết không à. sợ không biết rồi bị cái kia nó tấn công cái ừ. không biết ok gì cứ làm tiến hành làm cho em môi ra rồi xử lý lại cái bộ gãy kích thích bộ gãy lại bắt đầu kích thích cho em hai cử xong rồi quay ngang ở dưới nè kích thích bằng cái xô game không biết á ở dưới bắt đầu anh đi lại cho em hữu cơ không bảy đi vách ngoài đây nè để cho em nhử cái bộ gãy này cho nó ra nè cho nó cây phát triển liền nè đó còn ở trên góc thì ở trên đó là nhớ một điều là gì bất khả xâm phạm luôn mơ mốt làm gì đi chăng nữa tứ kích thích bộ gãy thì ok tứ được tứ ở trên đó luôn bình thường cho em còn á gãi phân hữu cơ thì cố gắng gãi ở ngoài cho em gãi xích ở ngoài thôi không có gãi ụp lên ngay chỗ đó nữa đúng rồi dạ đúng rồi dạ chị là ok đó rồi vậy đi nha